Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ và trách nhiệm của Tổng Trọng. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam giành được chính quyền, ông Hồ Chí Minh từng viết, cuộc đời cách mạng thật là sang. Đây là cách thể hiện lối tư duy tích cực khi mà ông Hồ Chí Minh đang hàng ngày vẫn phải cháo bẹ, rau mằng. Sau khoảng 80 năm, những học trò của ông Hồ Chí Minh ở thời đại mà Cộng sản nắm chính quyền, giàu có đến mức không thể giải thích nổi. Tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin. Báo Tuổi Trẻ vào 22 tháng 3 đưa tin, Chủ tịch huyện Nhơn Trạch đã bị lừa đảo 100 tỷ đồng. Công an Đồng Nai khẩn cấp điều tra. Bản tin cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp điều tra việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, tương đương 4 triệu đô la. Cũng liên quan đến vụ việc này, theo báo Thanh Niên cùng ngày tiết lộ, số tiền mà bà Giang Hương bị lừa lên đến 170 tỷ đồng, bằng gần 7 triệu đô la. Theo đó, nhóm lừa đảo này đã yêu cầu bà Giang Hương mở một tài khoản và nộp tiền vào đó. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản này, mỗi lần vài chục tỷ đồng. Theo báo Tuổi Trẻ Online, bà Giang Hương giải thích, đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản, tiền trong tài khoản, chứ tôi không chuyển tiền đi. Mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt đã dậy sóng về câu chuyện này với sự giàu có bất thường của giới lãnh đạo Việt Nam. Công luận đặt câu hỏi, chỉ là một chủ tịch huyện thôi, tiền đâu ra mà nhiều đến như vậy. Facebook Quang Nguyễn thì thắc mắc, mới làm chủ tịch huyện mà đã có 100 tỏi trong tài khoản, đó là phần nổi, còn của chìm thì không biết còn bao nhiêu nữa, cho hỏi ở đâu ra mà nhiều vậy. Lập tức Facebook rung động trả lời, lũ cướp làm lãnh đạo gì, người ta làm chính trị là lo cho dân, còn bây giờ bọn lãnh đạo cho thấy chúng nó chỉ làm kinh tế để làm giàu thôi, chứ chính trị gì bọn này. Cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, nhà báo Hoàng Linh đã nghi ngờ thông tin trên và viết trên trang cá nhân như sau. Muốn tiếp cận chủ tịch phải có quan hệ, có vị thế, người giới thiệu, quà ra mắt. Đó là chưa kể muốn leo lên chức chủ tịch phải đạp lên bao nhiêu người. Chủ tịch lừa người ta thì có chứ ai lừa được chủ tịch đâu. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng công luận thấy rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam trước đây cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn thì ăn lớn. Nay đã tiến tới tình trạng nhỏ ăn lớn, lớn cũng ăn lớn nhưng cũng không tha miếng nhỏ. Đúng như lời cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng than thở về tình trạng cán bộ ăn không chừa cái gì của dân. Một câu hỏi đặt ra là tại sao nhà cầm quyền lại để xảy ra tình trạng bi đát đến như vậy? Và ai là người phải chịu trách nhiệm đây? Theo giới phân tích trong nước cũng như quốc tế, khi nói về công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Tổng Trọng hiện nay, đều có chung một nhận xét rằng Việt Nam càng chống thì tham nhũng càng nhiều, bởi đó là căn bệnh kinh niên của chế độ chính trị độc tài, độc đảng. Khi mà bộ máy kiểm soát và điều chỉnh quyền lực đã bị vô hiệu hóa đến mức tê liệt như hiện nay, với sự độc đoán và chuyên quyền của Tổng Trọng, từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị chỉ còn là cái bóng của Tổng Bí Thư. Những gì ông Trọng nói được coi là nghị quyết và là kim chỉ nam. Cho dù điều lệ của Đảng quy định rõ chức năng của Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về chủ trương chính sách, tổ chức cán bộ và nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng và nhà nước. Công khai minh bạch tài sản quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả tại Việt Nam. Thư kiến nghị của đảng viên yêu cầu ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản. Một câu hỏi được đặt ra đối với Đảng Bộ Đồng Nai cũng như Tổng Trọng về vụ lừa đảo nói trên đó là công luận cần biết số tiền 170 tỷ đồng của bà Chủ tịch huyện Nguyễn Thị Giang Hương có thể hiện trong bảng kê khai tài sản hay không và đã được xác minh làm rõ hay chưa. Xin nhắc lại, Tổng Bí Thư Trọng không gương mẫu trong việc kê khai tài sản. Cụ thể vào ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngay trước ngày khai mạc hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng khóa 12, trên trang Facebook đã xuất hiện bức thư ký tên tập thể. Theo đó, các đảng viên đã yêu cầu Tổng Trọng phải công khai tài sản cá nhân. Công luận thấy rằng Tổng Trọng phát động chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt với cam kết không vùng cấm, lẽ ra
là lãnh đạo nắm giữ chức vụ cao nhất, Tổng Bí thư thì càng phải gương mẫu trong việc kê khai tài sản. Đó cũng là nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ và trách nhiệm của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Những bí mật đằng sau việc chi hàng chục ngàn tỷ đồng để cứu bốt của tư nhân. Các quan chức lãnh đạo Việt Nam nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường với hy vọng nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi về kinh tế, nhưng đến nay vẫn không được thừa nhận. Theo tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây, một nền kinh tế thị trường là không chấp nhận sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Bằng chứng về sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế tại Việt Nam. Tờ báo Lao động vào ngày 21 tháng 3 nêu thắc mắc, sao phải chi tới 10.650 tỷ đồng để cứu 8 dự án BOT? Đây là một trong những ví dụ mới nhất về việc nhà nước Việt Nam can thiệp vào nền kinh tế. Điều đó sẽ tạo ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Bản tin của báo Người Lao Động cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình chính phủ đề xuất giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc tại 8 dự án đầu tư kết nối hạ tầng giao thông theo hình thức BOT với tổng kinh phí 10.650 tỷ. Theo chuyên gia, đây không phải là việc mới. Trước đó, việc chính phủ Việt Nam cứu các dự án BOT diễn ra thường xuyên, bằng chứng gần đây nhất là trong kiến nghị báo cáo chính phủ được truyền thông nhà nước đưa tin diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã đề xuất chi tới 10.340 tỷ đồng tiền ngân sách, tức là tiền của nhân dân Việt Nam, để mà mua lại 5 dự án BOT thua lỗ và mua một phần của 3 dự án BOT khác gặp khó khăn. BOT viết tắt của là xây dựng, vận hành và chuyển giao. Theo đó, chính phủ các quốc gia kêu gọi các công ty tư nhân bỏ vốn xây dựng hạ tầng trước, thông qua đấu thầu, sau đó các công ty này sẽ được khai thác vận hành một thời gian, rồi chuyển giao lại cho công trình này cho nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đều phải chịu sự chi phối của nguyên tắc lời ăn, lỗ chịu. Đó là lý do các chuyên gia kinh tế đều thống nhất cho rằng các dự án BOT là vốn đầu tư của tư nhân, nếu thua lỗ thì doanh nghiệp phải tự xử lý, không được cứu bằng tiền ngân sách của nhà nước. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do đã cho rằng đề xuất này hoàn toàn không hợp lý bởi vì nó xuất phát từ điểm là một dự án BOT, mà vốn BOT tức là đầu tư bằng vốn tư nhân và được thu phí trong quá trình vận hành. Xuất phát điểm như thế nào đã được duyệt thì phải làm đúng như thế. Ngân sách nhà nước phải dùng vào việc khác, chứ không phải dùng để mà cứu BOT tư nhân. Đây là một đề xuất không những không hợp lý, mà nói thẳng là vô lý. Công luận thấy rằng việc chính phủ sử dụng vốn ngân sách của nhà nước để mà cứu các doanh nghiệp tư nhân làm ăn thua lỗ là điều không thể chấp nhận được. Hơn nữa, đây là biểu hiện mang tính lợi ích nhóm. Mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng lý do chính phủ cứu các dự án BOT vì hầu hết các dự án BOT đều có cổ phần hay tiền góp vốn quan chức nhà nước, hay việc dùng ngân sách nhà nước để bù lỗ cho các dự án mà doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư chỉ là một hình thức rút tiền ngân sách để chia chác nhau mà thôi. Được biết, các dự án BOT lâu nay là mỏ tiền của các quan chức cấp cao của Đảng và gia đình họ. Gia đình cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và vợ bé Đỗ Thị Huyền Tâm là ví dụ điển hình cho thấy kinh doanh các dự án BOT mang lại lợi nhuận khủng ra sao. Nhà báo Huy Đức, tức Facebooker Trương Huy Sàn, vào ngày 14 tháng 9 năm 2017 đã viết trên trang cá nhân khẳng định như sau. Trước năm 2013, bà Đỗ Thị Huyền Tâm trong tình trạng thua lỗ, nợ nần tới mức bị ngân hàng liệt vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Thế nhưng không hiểu tại sao tập đoàn của bà vẫn được giao hai dự án BOT nâng cấp sửa chữa đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ và dự án làm đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương. Theo đó, đoạn Pháp Vân - Cầu Rẽ giai đoạn 1 cải tạo nâng cấp vẫn 4 làn xe
được tính giá 1.974 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2015, giai đoạn 2 mở rộng thành 6 làn xe, 4.212 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 2018. Vẫn theo nhà báo Huy Đức, từ chỗ nợ như chúa trộm, nay đã chạm tới hơi lạnh của cổng số 8, chỉ cần nhận được hai dự án BOT, các khoản nợ nghìn tỷ trở thành tiền lẻ. Hãy nhìn phòng khách chọc phú của vợ chồng bà Tâm hiện nay để thấy bản chất của BOT. Tiền đấy là tiền dân, tiền của chúng ta, chứ không phải là tiền của anh Đinh La Thăng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, một nhân vật rất nhiều tai tiếng. Đầu tháng 2 năm 2024, đã có khoảng 30 nghị sĩ Mỹ kêu gọi chính quyền của Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Nhưng ngày 21 tháng 3 mới đây, theo báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị các doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ với chính phủ Mỹ, mong Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Điều này cho thấy quan điểm của ông Chính và ban lãnh đạo Hà Nội khác biệt 180 độ so với quan điểm của Hoa Kỳ và phương Tây, kiểu ông nói gà, bà nói vịt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin những bí mật đằng sau việc chi hàng chục ngàn tỷ đồng để mà cứu BOT của tư nhân. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.